Hôm nay mình sẽ quay lại với video hướng dẫn phần 2, đó là làm tiếp cái phần thân của con hổ. Buổi trước mình làm xong phần đầu rồi nè, giờ mình sẽ làm tới phần thân. Thì các bạn đếm nha, đây là vòng mắt, vòng mắt đây có con mắt nè, rồi cái vòng 6 ở giữa, bỏ vòng 6 này, bỏ tiếp vòng 6 này nữa, xong rồi tới vòng 6 thứ ba nè, là mình lấy vòng 6 này để lên phần thân. Đây vòng 6 này. Giờ mình sẽ đi sợi dây mới qua cái vòng 6, qua cái hạt này, cái hạt tiếp xúc giữa hai vòng 6 nè. Rồi mình lấy sợi dây mới mình xuyên qua. Dây này chắc cỡ 1,5 m. Rồi, xuyên qua. Xong rồi, dây bên phải nè. Dây bên phải mình sẽ cho vô một hạt màu cam nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu trắng nha. Một hạt màu cam, hai hạt màu trắng. Một vòng là 5 hạt cườm. Rồi kế tiếp nè, kế tiếp mình sẽ đi lòn qua một hạt màu cam trên vòng 6 nè. Lòn qua một hạt bên trái. Xong rồi. Sợi dây bên phải nè, mình mới cho vô một hạt màu trắng. Một hạt màu trắng với lại là ba hạt màu cam, vòng này mình lên 6. Mình được một vòng là 6 hạt cườm. Kế tiếp nè, mình sẽ đi lòn qua một hạt trên vòng 6, lòn qua một hạt bên tay trái. Xong rồi sợi dây bên phải nè, mình mới cho vô hai hạt màu đen, một hạt màu cam, vòng này mình lên 5. Kế tiếp mình đi lòn qua một hạt kế bên, lòn qua một hạt bên trái. Xong rồi sợi dây bên trái nè, mình mới cho vô 3 đen 1 cam, vòng này mình lên 6. Mình được một vòng là 6 hạt cườm. Kế
kế tiếp mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Xong rồi. Rồi sợi dây bên phải mình mới cho vô hai hạt màu đen, một hạt màu cam. Dòng này mình lên 5. Mình được một dòng là 5 hạt cườm. Rồi bước cuối cùng của lớp này là mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay trái này trên vòng 6 và một hạt bên tay trái trên cái vòng thứ nhất mình mới vừa đi ấy, là lòn qua hai hạt phía bên tay trái. Rồi, bước này mình đi ngược nha. Xong rồi sợi dây bên trái luôn nè, mình đi ngược lại. Mình sẽ cho vô một trắng, hai cam. Dây bên trái nha các bạn. Lúc này sẽ cho vô dây bên trái là một hạt màu trắng, hai hạt màu cam. Xong mình lần dây qua. Đây mình được một vòng là 6 hạt cườm. Rồi kế tiếp nè, mình đi lòn qua một hạt phía bên tay phải. Đi lòn qua một hạt màu đen phía bên tay phải. Xong rồi sợi dây bên trái mình mới cho vô 3 hạt màu cam. Xong mình lòn đi qua. Dòng này mình lên 5. Rồi kế tiếp mình sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Lòn qua hai hạt màu đen phía bên tay phải. Sợi dây bên trái mình sẽ cho vô hai hạt màu đen, một hạt màu cam. Dòng này mình lên 6. Mình được một vòng là 6 hạt cườm. Kế tiếp mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay phải. Sợi dây bên trái mình mới cho vô 2 hạt màu đen, 1 hạt màu cam. Dòng này mình lên 5. Rồi kế tiếp mình sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Sợi dây phía bên tay trái mình mới cho vô hai hạt màu đen, một hạt màu cam. Dòng này mình lên 6. Xong mình lòn dây qua. Kế tiếp mình sẽ đi lòn qua hai hạt
phía bên tay phải. Kế tiếp, mình đi lòn qua một hạt phía bên tay phải. Sợi dây bên trái, mình cho vô là hai hạt màu cam, một hạt màu trắng. Rồi kế đến nè, mình đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Sợi dây bên trái, mình mới cho vô là ba hạt màu trắng, dòng này mình lên sáu. Đây mình được một vòng là 6 hạt cườm. Cái đến mình sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải nè. Sợi dây bên trái, mình mới cho vô 3 hạt màu trắng, dòng này mình lên 6. Sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Sợi dây bên trái mình mới cho vô hai hạt màu cam, dòng này mình lên 5. Sợi dây bên trái, mình cho vô hai hạt màu đen, một hạt màu cam. Rồi kế tiếp, mình sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Thank you.
Rồi kế tiếp mình lại đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Tiếp mình sẽ đi lòn qua ba hạt phía bên tay phải nè, 1, 2, 3. Xong rồi sợi dây bên trái mình mới cho vô hai hạt màu đen. Vòng là 6 hạt cườm. Kế tiếp mình sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Sợi dây phía bên tay trái nè, mình mới cho vô là vòng là 6 hạt cườm. Kế tiếp mình sẽ đi lòn qua hai hạt màu trắng phía bên tay phải. Một nè, hai. Xong rồi sợi dây phía bên tay trái mình cho vô hai hạt màu trắng, dòng này mình lên 5. Đây mình được một vòng là 5 hạt cườm. Kế đến mình sẽ đi lòn qua 3 hạt phía bên tay trái tay phải là 1, 2, 3. Ba. Xong rồi sợi dây phía bên tay trái nè, mình mới cho vô hai hạt màu cam, dòng này mình lên 6. Kế tiếp mình đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Sợi dây bên trái mình cho vô hai hạt màu cam, dòng này mình lên 5. Mình được một vòng 5 hạt cườm. Kế đến mình sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Thank you.
3. Dòng này mình lên 5. Kế đến mình sẽ đi lòn qua 3 hạt phía bên tay phải. Xong mình mới lòn một hạt màu cam vô nữa, là vòng này mình lên 5. Xong rồi còn cái vòng 6 cuối cùng nó bị hở nè, thì mình đi kết lại cái vòng 6 này. Xuyên rồi nhà không? Sẵn rồi lên cái đuôi luôn đi. Bây giờ mình đi qua đây nữa. Xong rồi, mình mới lấy sợi dây này nè, đi lên đây. Vòng 5 này phải không? Bỏ cái vòng 5 này thì đến cái vòng 6 thì bên này là có cái hạt này, mình sẽ đi xuyên qua hạt này. Xong cũng sợi dây này mình cho tiếp vô 3 hạt nữa. 1. Xong mình lòn ngược lại, cắt ra hạt màu cam, lòn ngược lại 2 hạt màu đen. Xong mình mới đi lòn ngược lại cái phần đuôi này. Đi ngược lại xong cho hai cái dây nó gặp nhau và buộc lại. Là phần đuôi mình làm sau cùng nhưng mà đang dư dây nè, nên mình làm luôn chứ giờ cắt bỏ cái dây này uổng quá. Rồi xong buộc dây lại.
cái video kế tiếp mình sẽ chỉ các bạn lên cái phần chân, phần tay và phần cái mũi con hổ qua hai cái tay đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.